Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Nhờ sự tin yêu mà các bạn dành cho Artesia Performer nên sản phẩm này đã rất cháy hàng. Để đền đáp lại sự tin yêu ấy thì trong tháng 10, Minh Phụng Music sẽ gửi đến bạn mẫu đàn mới với tất cả những tính năng của cây Performer mà còn được nâng cấp hơn với nhiều ưu đãi giảm giá lên đến 20% từ 8.6 triệu còn 6.9 triệu. Đó chính là Artesia BA88H Plus. Cùng đập hộp với tụi mình nhé. Đầu tiên chúng ta hãy gỡ dây cố định hộp đàn và khám phá bên trong thôi. Các bạn có thể thấy bên trong thùng sẽ có giá nhạc được sơn đen và bọc ni lông kỹ càng để tránh bụi bẩn. Tiếp đến là sách hướng dẫn sử dụng từ nhà Artesia được bọc cẩn thận trong bao để tránh ẩm ướt và bị rách. Hãy cùng mình lấy cây đàn ra nhé. Đàn được bảo vệ cẩn thận với hai miếng mút bảo vệ đầu đàn và một lớp ni lông để tránh bụi bẩn rơi vào phím trong quá trình vận chuyển, để các bạn có thể nhìn rõ hơn những điểm nhấn và khám phá được vẻ đẹp tiềm ẩn trong thiết kế của Artesia dành cho BA88H Plus này. Hãy cùng tháo bao ni lông thôi. Miếng mút bên trái sẽ có cục nguồn và pedal. Đây là cục nguồn có công suất 12V. Và đây là pedal để người chơi có thể điều chỉnh độ vang của bản nhạc. Và đây là phí bảo hành nhạc cụ Artesia chính hãng đến từ Minh Phụng Music. Khi mua đàn BA88H Plus tại showroom, các bạn sẽ được nhiều ưu đãi như bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cây piano này có kích thước dài rộng cao lần lượt là 131, 35 và 13cm. Với khối lượng 13,15kg, cây BA88H Plus mang vẻ thời trang tô điểm với nhiều nút chức năng đen tuyền hiện đại, và nút nguồn màu đỏ phía bên phải sẽ cho bạn dễ dàng phân biệt với các nút chức năng khác. Cùng với đó là nút volume tạo nên điểm nhấn cho cây đàn, với hai loa ở hai bên đàn cho ra chất lượng âm thanh vô cùng sống động, phong phú và đa dạng. Và các bạn đừng quên là cây đàn này đang có ưu đãi vô cùng hấp dẫn lên đến 20% từ 8.6 triệu còn 6.9 triệu trong tháng 10 sắp tới nhé. Các bạn hãy nhấn chuông thông báo để đón chờ phần chức năng của cây đàn này mà chúng mình sẽ làm tiếp theo nhé. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập hay sắp tới. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp về mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.